Mà xin chào các bác nhá. Đây tiếp tục video lẻ các bác này. Một đôi Sony yêu nhá. Sony còn nguyên cả chân luôn các bác nhá. Đấy, với model là SSG4 này. Đấy, SSG4 nhá. Con này rất là chất luôn, nó rất là nặng các nhá. Đầy đủ chân luôn này. Đấy, đầy đủ chân luôn các nhá. SSG4 công suất là 80W 8 ohm. Đấy. 80W 8 ohm, con này đầy đủ căng cho các bác, nhưng mà căng của nó thì về các bác nhổ cái này ra nhá. Đây là nhổ cái chân này ra này. Đấy, hiện tại đang bị gãy chân này này. Nó đang cắm ở trong lỗ này thì có nhổ ra nhá, các bác dán gán lại. Đấy. Đây, căng của nó đây cái này. Con đầy đủ căng rất là đẹp luôn. Đấy, đầy đủ căng rất là đẹp nhá. Căng đẹp thì về các bác nhổ cái chân ra, các bác gán lại nhá. Đấy, Sony SSG4 này. Đôi này thì sử dụng của nó là một bát 25, một trung và một tép các nhá. Đấy, đây chất âm của nó đây. Ồ, em chưa đấu rắc loa, đùa. Các bác chờ em tí nhá. Đây các bác chờ em tìm đấu rắc loa vào đã nhá. Đấy, SSG4 này. Con này đầy đủ chân cho các bác nhá, chân rất là đẹp luôn. Bác nào thích những dòng Sony mà nó còn nguyên chân này. Đấy, đôi này thì rất là chất rồi. Rất là nặng rồi nhá. Đây, chất âm của nó đây con này. Uy lực luôn coi nhá. Đấy, Sony G4 này. SSG4 coi nhá. Một bát 25, một trung và một tép coi nhá. Đầy đủ căng của nó, thùng vách nó rất là đẹp này. Và còn nguyên chân coi nhá. Đấy, 80W 8 ohm. Đấy. Con này nguyên cả chân của nó thì đây chiều cao này con này. Nguyên cả chân của nó là 77 năm coi nhá. 77 năm. Chiều ngang thì là 38 và chiều sâu chưa tính căng của nó là 29 năm các nhá. Đấy. Còn bác nào lấy đôi Sony SSG4 này thì mã này là mã số 347 các nhá. 347 để cho bác giá là 5 triệu nhá. 5 triệu. Bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0968 634 298 các nhá. Đôi này hình thức của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất âm thì cực kỳ hay luôn.